Máy xăng mang thương hiệu Arclay. Phiên bản này có tên là Arclay V2. Máy được sử dụng động cơ gia băng với công suất là 8W 9000 rpm, nên có lực rất là khỏe. Phiên bản Arclay V2 này motor không tháp rời mà được gắn cố định. Máy được thiết kế với cấu trúc chuyển lực trung gian thông qua thanh trợ lực để giúp hỗ trợ lực zip tăng chỉnh được lực cứng mềm. Với cấu trúc này, khi chuyển lực sang hệ thống linear sẽ giúp máy ổn định về tâm, không có hiện tượng rung lắc kim giống như các cấu trúc hoạt động theo cơ cấu direct. Máy được hoạt động khỏi trải điện áp từ 6V đến 9V. Cách can thiệp thay đổi cơ tính lực cứng mềm. Quan sát có một vị trí lỗ ốc nằm ở trung tâm, dùng tuôn xả vị trí lỗ ốc theo ngược chiều kim đồng hồ khoảng 2 vòng thì chúng ta sẽ có cái lực trở năng mềm. Hãy cảm nhận sự khác biệt khi chúng ta thay đổi cơ chế chuyển đổi lực. Khi chúng ta chọn chế độ xả lực mềm, sẽ cảm nhận được lực zip từ máy phát ra âm thanh khác nhiều so với chế độ lực cứng. Tương tự, ngược lại, khi xếp ốc thuận chiều kim đồng hồ, máy sẽ có trở năng tạo lực cứng. Với sự tiện ích của cơ cấu trên, chúng ta có thể tùy biến thay đổi lực để giúp thực hiện tất cả tác phẩm theo thể loại Á và Âu một cách dễ dàng. Thông tin mua sản phẩm vui lòng truy cập arclaytattoo.vn. Xin chân thành cảm ơn.